Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm của vòng 6 Premier League giữa Manchester United và Arsenal đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag. Đây là một trận đấu tuyệt vời của toàn bộ tập thể Quỷ Đỏ khi ai cũng thi đấu ở mức tròn vai trở lên. Đồng thời, tân binh trăm củ của Man United là Anthony cũng đã có bàn thắng ra mắt các cổ động viên nhà ngay trong trận cầu đinh đầu tiên của bản thân tại Premier League. Chiến thắng này giúp Man United chỉ còn cách top 4 đúng một điểm, đồng thời khẳng định được sức mạnh đáng gờm của đội chủ sân Old Trafford ở thời điểm này. Bên phía đối diện, tuy pháo thủ đã có một trận đấu kiểm soát được nhiều thời lượng bóng cũng như vẫn triển khai được lối chơi của mình, nhưng trong một ngày mà hàng công của Man United chuyển trạng thái và phản công với tốc độ bàn thờ, họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Tuy vậy, The Gunners vẫn sẽ giữ được ngôi đầu bảng của mình sau khi vòng đấu này kết thúc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những chia sẻ về diễn biến của trận đấu, về màn trình diễn của các cầu thủ cũng như hướng đi tiếp theo của cả đội. Không để quý vị chờ lâu, Random Football xin phép gửi tới các khán giả phần tường thuật lại toàn bộ buổi họp báo sau trận của vị chiến lược gia bên phía Man United. Đầu tiên sẽ là phần phát biểu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Erik, ông có hài lòng với trận đấu cũng như cách mà cả đội phản ứng sau khi để bị gỡ hòa không? Tôi nghĩ đây là một bước tiến bộ khác, một điều rất quan trọng trong mọi trận đấu, đó là khả năng ứng phó với các biến số xấu. Và hôm nay chúng tôi đã làm điều đó rất tốt. Các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh, sự bản lĩnh và đáp trả lại bàn thua đó. Ông đánh giá sao về màn trình diễn của tân binh Anthony và liệu cầu thủ này đã gần với việc không được ra sân đến đâu khi anh ấy mới chỉ ký hợp đồng với câu lạc bộ vài ngày trước? Tôi biết thể lực của cậu ấy như thế nào và tôi cần Anthony ở cánh phải. Cậu ấy có tốc độ, khả năng dê bóng và pressing rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay Anthony đã thể hiện những phẩm chất đó, nhưng đồng thời cậu ấy cũng hơi thiếu thể lực vì dù sao Anthony cũng đã lỡ vài buổi tập với toàn đội. Dù sao thì mọi người cũng có thể thấy tiềm năng lớn của cậu ấy, nhưng Anthony vẫn cần làm việc chăm chỉ để phát huy hết khả năng, cũng như đáp ứng sự khắc nghiệt, cũng như yêu cầu cao của Premier League. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta đã thấy tiềm năng của Anthony và thật đáng mừng vì hôm nay cậu ấy đã ghi bàn thắng đầu tiên. Đương nhiên, bàn thắng đó là công sức của toàn đội, không chỉ riêng Anthony. Ông có nhắc đến phản công nhanh và tinh thần chiến đấu là hai yếu tố quan trọng nhất dẫn đến những kết quả tốt. Vậy ông nghĩ những điều đó sẽ giúp đội bóng đi được bao xa? Trong bối cảnh câu lạc bộ chỉ cách vị trí đầu bảng có 3 điểm và các đội xếp trên đang thực sự cảm thấy hơi nóng phía sau. Chúng tôi cần tiếp tục thúc đẩy thứ tinh thần và nhiệt huyết này bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn cao hàng ngày. Lúc nào chúng tôi cũng phải nghĩ thế này là chưa đủ, cả đội cần phải tốt hơn. Tôi nghĩ là chúng tôi vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Đây mới chỉ là khởi đầu mùa giải, thế nên ai cũng cần phải đến sân tập với sự tích cực cao nhất để quá trình xây dựng được diễn ra suôn sẻ. Christian Eriksen đã thi đấu nhiều phút hơn mọi chữ ký mới của ông mùa này và hôm nay anh ấy đã có tham gia vào cả 3 bàn thắng. Có vẻ như Eriksen chính là những gì ông cần trong hệ thống và cách chơi của mình. Cậu ấy rất quan trọng. Tôi xếp Eriksen đá thấp một chút với vai trò giống một số 8 và ở đó cậu ấy có rất nhiều khoảng trống. Cậu ấy sẽ có nhiệm vụ châm ngòi và chiếm các khoảng trống mà tôi đã chỉ dẫn. Cả đội cũng sẽ phải thay đổi dựa trên yếu tố đó. Eriksen có khả năng điều khiển trận đấu, thay đổi hướng tấn công cũng như nhịp độ thi đấu. Nếu có một khe hở, Christian cũng hoàn toàn có thể truyền vào đó để các đồng đội chạy chỗ ghi bàn. Điều cậu ấy cần cải thiện sẽ nằm ở khâu phòng ngự. Hôm nay, Eriksen đã mắc một sai lầm nhỏ, nhưng đó là một tình huống có lỗi nên tôi sẽ tạm tha cho cậu ấy. Nhưng nhìn chung thì đây là một trận đấu tuyệt vời của Christian. Sau trận thua Brentford, ông đã không cho cả đội ngày nghỉ. Sau đó, ông lại tổ chức một buổi họp để đội làm dịu bầu không khí. Đó có phải là những động thái quan trọng giúp câu lạc bộ thay đổi màn trình diễn không? Đó cũng là một phần của kế hoạch. Nhưng kết quả này là cả một quá trình từ ngày đầu tiên với những tiêu chuẩn cao được đặt ra và những tiêu chuẩn đó đi cùng chúng tôi như một phần của cuộc sống. Khi bạn nghiêm chỉnh đi theo những tiêu chuẩn đó, thì sau đó bạn sẽ xây dựng được một văn hóa chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn phải làm nhiều việc để đạt tới các tiêu chuẩn và tôi không nghĩ là cả đội đã tới đích. Nhưng câu lạc bộ đang đi đúng hướng. Việc cần làm bây giờ là cứ đi tiếp trên con đường đó. Trong hiệp 2, ông đã đẩy Marcus Rashford về lại cánh trái. Vậy đó có phải là ý đồ được sử dụng để khai thác tốc độ của anh ấy từ những pha phản công nhanh không? Đúng, nhưng tôi nghĩ cánh phải cũng có thể thực hiện được bài tấn công đó khi Ronaldo vào sân để đá trung phong. Tôi phải nói rằng Marcus, dù ở vị trí số 9 hay đá cánh thì đều thi đấu tốt trong ngày hôm nay. Cậu ấy đã cụ thể hóa những gì ban huấn luyện mong đợi, đó là hút người, lùi sâu nhận bóng, liên kết với các đồng đội, luồn ra sau hàng thủ để xâm nhập vòng cấm.
và đương nhiên là cả ghi bàn nữa. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này của Rashford vì điều này đã thể hiện sự tiến bộ của cậu ấy, nhưng đương nhiên vẫn còn có những chỗ cần phải cải thiện. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi có Marcus ở trong đội hình. Trước trận đấu với Leicester, ông có nhắc tới từ tự động. Ông nói rằng qua quá trình thi đấu, các cầu thủ sẽ học cách tự động triển khai lối chơi. Vậy hiện tại có phải đội bóng đang học hỏi và tiến bộ không? Đúng, nhưng chúng tôi cũng cần đầu tư thời gian trên sân tập, đầu tư vào các buổi họp đội và đương nhiên là các trận đấu để triết lý dần dần thành hình. Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình này. Casemiro, Anthony chỉ vừa mới đến, Ronaldo thì lại lỡ mất giai đoạn tiền mùa giải. Thế nên sự tự động đó sẽ cần thời gian để thấm vào mọi cầu thủ. Khi chúng tôi đạt được điều đó, khả năng kiểm soát trận đấu của cả đội sẽ tốt hơn. Cái đích của chúng tôi vẫn là làm chủ thế trận, thế nên từ đây tới đó vẫn là một chặng đường rất dài, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Tiếp tục về Eriksen, ông có nghĩ rằng với khả năng tung ra đường truyền chính xác vào đúng thời điểm của mình, cậu ấy đã thực sự bổ sung một thứ vũ khí mà Man United còn thiếu không? Và ông có nghĩ rằng việc Eriksen xuất hiện có ảnh hưởng lớn tới sự trở lại của Bruno thời gian qua không? Rất rõ ràng rồi. Bây giờ Bruno Fernandes đã nhận được sự hỗ trợ và cậu ấy có thể thoải mái sáng tạo ở 1/3 cuối sân cũng như nhận bóng cuối để dứt điểm. Xét tổng thể, tôi thấy Eriksen và Bruno có lối thi đấu rất phù hợp với nhau. Ông vừa đánh bại một câu lạc bộ thuộc dạng ứng viên vô địch như Liverpool và sau đó lại tiếp tục thắng Arsenal, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng. Vậy liệu các cổ động viên có quyền được mơ về việc United sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng cho các vị trí cao trên bảng xếp hạng, nhằm lấy một vé tới Champions League và xa hơn nữa là có một danh hiệu nào đó? Tôi rất hiểu mong ước của các cổ động viên cũng như tiêu chuẩn tại Manchester United là gì. Nhưng chúng tôi mới chỉ bắt đầu quá trình xây dựng đội bóng và chúng tôi còn cách rất xa đích đến. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn nhiều so với hiện tại. Cả đội cần đầu tư thêm thời gian và công sức. Cả đội cần nhìn chung một hướng, đi cùng một lối đi và làm việc theo cùng một lề lối mỗi ngày. Với phương châm tốt thôi là chưa đủ thì chúng tôi vẫn còn phải tiến bộ thêm. Các cầu thủ hoàn toàn hiểu rằng nếu muốn giành được danh hiệu thì họ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Tôi không mơ mộng gì ngay từ bây giờ, chỉ tập trung vào thứ cần làm. Trước mắt, các cổ động viên có thể mong chờ chúng tôi thắng mọi trận đấu có thể và thấy các cầu thủ ra sân với thái độ phải chiến thắng bằng mọi giá. Bây giờ sẽ là phát biểu của Mikel Arteta. Sau khi chứng kiến đội bóng của mình để thua 3-1 trước Manchester United, Mikel Arteta đã ca ngợi những nỗ lực và cá tính mà các cầu thủ đã thể hiện, nhưng thừa nhận rằng điều đó cần được hỗ trợ bằng một kết quả tích cực. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đôi lúc cảm thấy toàn đội thiếu kỷ luật, ông nói. Chúng tôi phải học hỏi từ điều đó. Rõ ràng là kết quả lẽ ra phải rất, rất khác. Tính cách của đội đã thể hiện, cách chúng tôi thống trị trận đấu, cách chúng tôi áp đặt họ và cách chúng tôi muốn chơi bóng. Tất cả chúng nên được chuyển hóa thành một kết quả có lợi. Nhưng hôm nay tôi thất vọng vãi linh hồn. Tôi nghĩ nếu chơi đúng phong độ và kế hoạch thì Arsenal sẽ thắng. Bạn có thể thấy đội của tôi đã chiếm ưu thế, ghi bàn gỡ hòa và tạo ra liên tiếp các cơ hội khác. Nhưng trong khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu, Arsenal đã để thủng lưới và đó là sai lầm. Trận thua này đau lắm, thất vọng lắm, nhưng tôi hài lòng với sự nỗ lực của các cầu thủ cũng như chất lượng mà họ thể hiện. Và toàn đội cần quên ngay thất bại để hướng tới tương lai. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!